một biểu tượng của miền Tây Hoa Kỳ. Con gà gô hiền chết lớn hơn là một con lớn, loài chim sống trên mặt đất nổi tiếng với những điệu nhảy giao phối đầy mê hoặc. Trong đó những con được ưỡn ngực để thể hiện sức mạnh của mình. Các loài thảo nguyên và đồng cỏ này có phạm vi 173 triệu mẫu Anh, bao gồm các vùng của Canada, chẳng hạn như Saskatchewan, British Columbia và Hoa Kỳ, chẳng hạn như Nam Dakota, Colorado và Wyoming. Gà gô nhà hiền chết lớn hơn là loài lưỡng hình giới tính, nghĩa là con đực và con cái trông khác nhau. Con cái nhỏ và có hình dạng giống quả bóng đá, với bụng đen và lông có đốm trắng, trong khi con đực giống gà Tây, với đầu và cổ màu đen và hai bộ lông đuôi dày, một bộ đặc biệt có gai và bắt mắt. Bộ còn lại màu nâu với đầu trắng. Chúng cũng có một lớp lông tơ trắng mịn, gần giống như một chiếc khăn vô cực bao quanh hai túi khí màu vàng lục được sử dụng trong quá trình tán tỉnh. Được đặt tên cho thức ăn yêu thích của nó, cây xô thơm, gà gô hiền nhân lớn hơn cũng ăn chồi cây và côn trùng. Sinh sản mùa giao phối kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5, tập trung vào lách. Một hành vi tán tỉnh trong đó con được tập trung tại một điểm để thể hiện con cái đi lang thang để tìm kiếm bạn tình theo yêu cầu. Lông đuôi giơ cao, gà gô được biểu diễn trước những con cái đang quan sát, huýt sáo và hút không khí để lấp đầy các túi khí đó, sau đó đẩy không khí ra ngoài tạo ra tiếng bốp. Toàn bộ cuộc đi bộ được gọi là một thanh trống, và một loạt các thanh trống được gọi là một cơn, có thể kéo dài vài giờ. Âm lượng và kích thước của các túi khí giúp phụ nữ biết rõ về sự mạnh mẽ của đàn ông. Và cuối cùng là liệu anh ta có thích một cô gái trẻ khỏe mạnh do cô nuôi dưỡng và chăm sóc cho chính mình hay không? Một số con cái có thể giao phối với một con đực đặc biệt hấp dẫn, trong khi một số con đực có thể hoàn toàn không được chọn. Xem con gà gô hiền chất vĩ đại hơn, Black Camp, sống từ Bend, Oregon. Con cái đào những chiếc tổ hình bát bên dưới cây xô thơm. Lót chúng bằng lông vũ, cành cây và vật liệu thực vật. Chúng sẽ đẻ từ 6 đến 9 quả trứng mỗi năm, chúng nở khoảng 1 tháng sau đó. Để tránh những kẻ săn mồi trên mặt đất chẳng hạn như lửng, chồn và rắn, những con sơ sinh đang phát triển tốt có thể tự bắt côn trùng ngay lập tức và thực hiện các chuyến bay ngắn trong vòng vài tuần sau khi nở. Tình trạng bảo quản tất nhiên. Gà gô hiền nhân lớn hơn cần có bàn chải hiền, chúng làm tổ trong đó, gà con nở bên dưới nó, và vào mùa đông, đó là thức ăn duy nhất mà chúng có. Tuy nhiên, do sự phát triển rộng rãi và nền nông nghiệp trên khắp miền Tây Hoa Kỳ, phần lớn cây xô thơm ban đầu đã biến mất. Cháy rừng, khoan dầu khí và chăn thả ra súc quá mức cũng là những mối đe dọa đối với sự tồn tại của loài chim này. Mặc dù Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế coi loài chim này gần bị đe dọa tuyệt chủng vì dân số ngày càng giảm, nó không được liệt kê theo đạo luật về các loài nguy cấp của Hoa Kỳ. Chia sẻ hữu ích nhé!